Tập 2. Phu nhân, Bắc Lương Dương tộc đã bị tiêu diệt. Chuyện ngoài đã xong cả rồi, đến lúc lo chuyện trong nhà thôi. Này, cô nương này thật là mệnh khổ mà. Bạch Thủy Thôn, nước đây. Đây là đâu vậy? Đây là nơi ta sống đó. Cảm ơn cô đã cứu mạng ta. Ta vẫn chưa biết tên của ân nhân. Đừng gọi ta là ân nhân mà. Ta tên là Lý Dị Ư. Còn cô tên gì? Ta tên là Tâm Nhi. Sao cô lại một mình ngất xỉu giữa đường vậy? Nhà của cô ở đâu? Hiện giờ chắc người nhà của cô lo lắng lắm. Tâm Nhi, ta đã không còn nhà nữa rồi. Dị Ương, đại nương, Lý Dị Ương, ta bảo cô đi lấy nước và quét dọn sân, trốn ở đây làm gì? Lười biếng hay sao? Có phải cô... Người này là ai vậy? Con thấy cô nương này ngất xỉu giữa đường, cho nên đưa cô ấy về nhà thôi. Cô cũng thật là tốt bụng quá ha. Ta cho cô ăn không ở không, cô lại còn mang một người bán sống bán chết về nhà. Cô nuôi cô ta hay sao? Đại nương, con cầu xin người mà. Cô ấy cũng rất đáng thương. Con xin người đấy đại nương. Thôi nhận cô ấy giùm đi. Này, cô ta đáng thương, còn ta thì không đáng thương hay sao? Cô mang người về đây thì đi mà nuôi luôn đi. Đưa tiền đây, con sẽ không để người tiêu tốn tiền bạc đâu. Lại còn không để ta tiêu tốn tiền bạc nữa. Nào, đưa tiền ra đây, đưa tiền cho ta. Ôi trời ơi, đưa đây, buông tay ra. Ôi trời, miếng ngọc đẹp như vậy. Đại nương cứ lấy đi. Ta mỗi ngày đều ăn uống tiết kiệm, đồ ăn ngon đều đưa hết cho cô. Cô lại giấu một món đồ tốt như vậy, tại sao lúc trước không đưa nó ra? Ngọc này là kỷ vật duy nhất mẫu thân con để lại cho con. Mẫu thân cô còn có thể để lại miếng ngọc đẹp như vậy, chắc hẳn vẫn còn nhiều đồ phải không? Đưa ra đây. Không có đâu, không có gì hết. Không có hay sao? Dám nói không nữa hả? Thật sự là không có mà. Không có hay sao? Nói lại coi. Có hay không? Đừng đánh con. Đừng nói láo, đứng lại. Đại nương, không còn gì nữa mà. Đại nương đừng đánh con, đứng lại ngay. Đại nương, trốn hay sao? Nói không có nữa xem. Đừng đánh con mà. Đại nương, cô không sao chứ? Đại nương, to gan.
Nếu bà không dừng lại, ta sẽ không khách sáo với bà đâu. Còn dám không khách sáo với ta nữa hay sao? Con nghĩ cô là ai hả? Thiên kim tiểu thư hay là công chúa? Ta phỉ nhổ. Còn cô nữa, đừng tưởng là con gái của thượng thư mà ta không dám đánh cô nha. Cô thử xem. Có gan thì thử đi, xem ta có đánh hay không. Cô không khách sáo với ta, để xem ai thắng ai thua. Hôm nay ta đánh chết các người, hôm nay ta bỏ đói chết hai người. Bọn ranh con, hôm nay ta sẽ bỏ đói chết hai người. Ranh con mà. Cô không sao chứ? Cảm ơn cô rất nhiều. Cô đang bị thương mà còn phải chịu đòn thay ta. Cô là ân nhân cứu mạng của ta mà, ta tất nhiên phải bảo vệ cho cô. Cô đói bụng chưa? Ừ, ta đi lấy một ít thức ăn cho cô nha. Tâm Nhi à, nè, cô xem, đây là đồ ăn ta giữ lại hồi sáng đó. Đây, ăn đi. Cô cũng chưa ăn đúng không? Nào, chúng ta chia nhau ăn nào. Có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Cô ăn đi, cầm đi. Nếu không, cánh tay bị thương này của ta không thể cầm nó lâu đâu. Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau ăn. Từ giờ chúng ta có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Ừ, dì Ương nè, chúng ta không quen biết nhau. Tại sao cô đối xử với ta tốt quá? Bởi vì cô giống ta. Chúng ta đều là những người cô độc. Gia đình ta không còn ai nữa, và cũng không có ai để ta dựa vào. Nhưng cô thì không giống vậy. Cô là thiên kim của thượng thư. Không sai, ta đúng là thiên kim của thượng thư phủ. Phụ thân của ta là thượng thư đương triều Lý Tiêu Nhiên. Còn mẫu thân của ta là nha hoàn thấp kém, ở bên cạnh rửa chân cho phu nhân. Phụ thân của ta quyền cao chức trọng, sao lại để tâm đến một đứa con gái như ta chứ? Hơn nữa, ta được sinh ra vào tháng 2. Phu nhân cố tình tìm một thầy tướng số, nói rằng ta là khắc tinh mang lại xui xẻo. Chính vì vậy ta bị đuổi ra khỏi nhà. Thực ra ta lớn lên thế này rồi, nhưng chưa từng gặp mẫu thân bao giờ. Người mà ta muốn gặp nhất chính là mẫu thân của ta. Dì Ương à, cô đúng là với ta chân thành như vậy. Ta cũng không muốn giấu cô làm gì. Thật ra ta là con gái của Hà Tây Dương, người bị du hãm tội tạo phản. Ta từng là công chúa của Đại Lương. Trường Lạc, con có biết tại sao mẫu thân thích hoa mẫu đơn hay không? Hoa mẫu đơn vừa duyên dáng vừa cao quý, là vua của các loài hoa. Mẫu thân mong con cũng có thể như một bông hoa mẫu đơn, và có thể trở thành người đứng trên mọi người. Phụ thân của con là thượng thư đại nhân, mẫu thân là đích nữ của sắc dân gia quyền lực. Từ khi Trường Lạc sinh ra đến giờ đã được định trước là không tầm thường rồi. Mẫu thân cứ yên tâm, Trường Lạc sẽ không phụ kỳ vọng của mẫu thân. Thọ thần của lão tổ mẫu sắp đến rồi. Nghe nói lão tổ mẫu đã cử người đến thôn quê đó để rước đứa con gái của ả nha hoàn rửa chân về, nói là một nhà đoàn tụ. Mẫu thân, cô ta là khắc tinh sinh vào tháng 2, sao có thể cho cô ta dễ dàng tiến vào cửa lớn Lý phủ chúng ta được? Nếu đã là khắc tinh, mẫu thân tất nhiên sẽ không để cho nó mang họa cho chúng ta. Dì Ương tiểu thư, huynh là ai? Lý phủ phải ta đến đây để đưa dì Ương tiểu thư về. Là mẫu thân muốn gặp ta đúng không? Không phải mẫu thân của cô muốn gặp cô, là Diêm Vương muốn gặp cô. Tại sao?
Ta với Quỳnh không thù không oán, tại sao Quỳnh lại muốn giết ta hả? Hôm nay ta sẽ để cô chết một cách minh bạch. Người muốn lấy mạng của cô không ai khác ngoài đích mẫu của cô, Sức Dân phu nhân. Ta từ nhỏ đã bị bà ta đuổi ra khỏi nhà rồi, như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Tại sao bà ta lại muốn ta chết? Ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Xuống âm tàu địa phủ rồi, đừng có trách ta. Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu mạng! Dị Ương, ăn cơm thôi. Dị Ương à, cứu mạng! Cứu mạng! Sức Dân phu nhân yêu cầu ta lấy một thứ trên người của cô làm bằng chứng phục mệnh. Cô xem ta nên chặt tay của cô hay là đầu của cô đi. Dị Ương, Tâm Nhi, Dị Ương, ta đưa cô đi tìm đại phu nha. Thật không ngờ họ vẫn chưa buông tha ta. Ta biết hắn, hắn là thủ hạ của Lý Bẩn Phong. Nhưng tại sao hắn muốn giết cô vậy? Người muốn giết ta là đại phu nhân của phụ thân ta, cũng là chủ mẫu của Lý gia, là mẫu thân của Lý Bẩn Phong. Đại nhân là mẫu thân của Lý Bẩn Phong. Vậy Lý Mẫn Phong chính là Quỳnh ấy là ca ca cùng cha khác mẹ với ta. Quá ra người nhà của cô là kẻ thù tiêu diệt Đại Lương và sát hại cả nhà của ta. Bọn họ không phải người nhà của ta, bọn họ cũng là kẻ thù của ta. Dị Ương, Dị Ương, cô tỉnh lại đi. Cô nhất định phải sống và báo thù. Dị Ương, Dị Ương, những người đó đã hại cô vô tội mà chết. Ta chắc chắn sẽ tìm ra cách đòi lại công đạo cho cô. Mama, phía trước là nhà của Lưu Thị. Vì tiểu thư sống ở đó. Bạch Chỉ, Tử Yên, lát nữa các cô phải tắm rửa và phải chải chuốt tốt cho tiểu thư. Lão phu nhân muốn vị tiểu thư quay về dự thọ yến, không được để lão phu nhân mất thể diện. Nếu không lão phu nhân trách tội, đối với chúng ta cũng không tốt. Dân, Lý gia thực sự phái người đến đưa Dị Ương về thành hay sao? Cho dù có gặp khó khăn gì thì cũng phải nỗ lực sống tiếp. Công chúa, phải tiếp tục sống. Phải sống. Dị Ương, ta sẽ thay cô sống tiếp.
Ôi trời, đi đâu rồi không biết nữa. Ôi trời, chuyện này. Trời ơi, con quay trở về rồi. Này, dì Ương đâu rồi? Dì Ương chết rồi. Này, con nói cái gì thế? Cô ấy lên núi đốn củi, bị người ta giết chứ. Nó đang yên đang lành, sao lại bị người ta giết chết hả? Tiêu rồi, người của Lý Gia đang đợi nó ở ngoài. Ta biết tìm người khác ở đâu bây giờ. Nếu không có người, cả nhà ta sẽ mất mạng đó. Cô nói coi. Để ta đi. Cô đi hả? Đi hỏi Lưu Thị xem dì tiểu thư đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Mama, để bà phải đợi rồi. Dì, dì tiểu thư, mời người ra ngoài. Chào mama, ta là Lý Dị Ư. Bái kiến dì tiểu thư. Ta vừa xem thiên văn và phát hiện ra số mệnh của Trường Lạc tiểu thư và Lý Dị Ương đã thay đổi rồi. Vậy sao? Bây giờ cả hai vị tiểu thư đều có tướng số vượng hoàng, nhưng mà thiên hạ không thể có hai chủ được. Hai người tranh đấu với nhau, ắt sẽ có một người bị thương. Chỉ e sau này mọi chuyện sẽ không suôn sẻ cho đại tiểu thư. Ta nghĩ pháp sư lo lắng quá rồi. Lý Dị Ương này sợ là không còn cơ hội để cản trở Trường Lạc nhà ta. Thật là như vậy chứ? Phu nhân à, có chuyện gì mau nói đi. Người của lão phu nhân đã đưa Lý Dị Ương về rồi. Sao chứ? Hắn thất bại rồi hay sao? Lý Dị Ương vào thời khắc quan trọng như vậy, ta tuyệt đối không để cho đứa con gái của nha hoàng rửa chân, làm ảnh hưởng đến tương lai của Trường Lạc đâu. Dân Lai khách trạm. Tiểu thư, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Đi thôi. Dân. Thiếu gia, tiểu nhân đã đặt phòng ở đây rồi. Chỉ là phòng ở đây hơi sơ sài một chút. Bên ngoài không bị được chứ ở nhà đâu. Không cần phải kén chọn. Cứ ở lại đây một đêm rồi sáng mai quay lại Bình Thành. Được, phòng ở đâu vậy? Bên đó. Đúng là thiếu nữ tuổi 18, càng ngày càng xinh đẹp. Hai năm trôi qua, vì tiểu thư không thay đổi nhiều. Chúng tôi đã xác nhận rồi, Lý gia sẽ không hoài nghi đâu. Cô nương à, sinh mạng cả nhà ta đọng trong tay của cô đó. Đưa ngọc bội lại cho ta đi. Ngọc bội? Vì tiểu thư đã cho ta ngọc bội rồi mà. Là mẫu thân của dì Ương cho cô ấy. Ta phải dùng nó để chứng minh thân phận của mình. Nếu như bà không trả lại cho ta, ta không đảm bảo được mạng sống cho nhà bà đâu. Ta đưa cho cô là được chứ gì. Dì tiểu thư. Dì tiểu thư à. Dì tiểu thư, Bình Thành còn cách bao xa? Bẩm dì tiểu thư, về Bình Thành còn 2 ngày đi đường nữa. 2 ngày. Lý Mẫn Phong rất dân nhu. Một người thì hãm hại và giết chết cả nhà ta, người còn lại khiến dì Ương chết không chốn dung thân. Chỉ là các người chắc không thể ngờ, ta sẽ thay dì Ương sống tiếp thật tốt, sống ngay trong tầm mắt của các người. Ngươi là Bạch Chỉ sao? Đúng, đô tình là Bạch Chỉ. Quả là Tử Yên. Kể từ giờ dì tiểu thư là chủ tử của chúng tôi. Dì tiểu thư có chuyện gì xin cứ phân phó. Cái gì mà chủ với tớ chứ? Ta không có nhiều quy tắc đến thế đâu. Miễn là các người đối tốt với ta, ta nhất định sẽ thật tâm đối với các người rất tốt. Dì tiểu thư đừng nói như vậy, chúng tôi nhất định vì dì tiểu thư tận tâm. Dì tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị giường để tiểu thư nghỉ ngơi nha.
Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phu nhân, mọi việc đang được tiến hành. Chỉ làm như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết trong biển lửa đó. Nô tỳ chỉ sợ sẽ gây ra họa lớn thôi. Sợ cái gì? Cách trạm kiểu đó thì chỉ toàn thứ thấp kém ở thôi. Ai mà thèm quan tâm? Điều quan trọng nhất là thủ tiêu được mối đại họa lớn nhất trong lòng thôi. Có cháy! Dập lửa mau! Có cháy! Có chuyện gì? Đi xem sao. Dập lửa mau, nhanh lên! Dập lửa mau, có chuyện gì vậy? Tiểu thư, làm thế nào bây giờ? Cửa không mở được. Nhanh, mau dập lửa đi. Cứu! Mau dập lửa! Cứu! Mở cửa ra! Cứu! Còn ai ở trong đó hay không? Nhanh lên, dập lửa đi. Mở cửa! Lấy thêm nước! Mở cửa ra! Có ai không? Cứu chúng tôi với! Cứu mạng! Không được chết ở đây! Ta không muốn chết ở đây! Phải làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ở đây đâu! Ngươi bình tĩnh lại đi! Bạch Chỉ, cẩn thận! Bạch Chỉ, mau qua đây! Bạch Chỉ! Tiểu thư, mau đi đi! Nếu ở lại, tiểu thư sẽ chết đó! Nô tỳ chỉ là hạng thấp kém thôi! Mạng của nô tỳ không đáng cứu! Mau đi đi! Không được nói như vậy! Ta nhất định sẽ tìm cách cứu ngươi ra. Mau đi đi. Ta nhất định phải cứu ngươi. Tiểu thư. Mau đi thôi. Tiểu thư, cẩn thận. Đi thôi, nhanh lên. Đi đi. Tiểu thư. Tiểu thư. Tiểu thư. Đi đi. Tiểu thư, nô tỳ không đi. Nô tỳ không đi. Đi đi. Nếu không là chết ở đây luôn đó. Nô tỳ không đi. Tiểu thư. Đi đi. Đi nhanh đi. Đi nhanh đi. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu chúng tôi với. Cứu mạng. Xuống đây. Nhảy xuống đi. Cứu mạng. Có ai không? Cứu mạng. Này, nhanh lên, nhảy xuống đây. Mau nhảy đi, không là chết đó. Các cô mau nhảy xuống đi, nhanh lên. Nhảy đi. Nhảy đi, nếu không nhảy là chết đó. Nhảy đi. Xem kìa, nguy hiểm quá, hổn rồi. Cẩn thận. Thiếu gia, sao lại ở đây? Bên trong nguy hiểm lắm, về đi, có người không? Trên đó có ai không? Công tử à, xin cứu tiểu thư của chúng tôi. Tiểu thư của chúng tôi vẫn còn trên đó. Đúng rồi, nè thiếu gia, lửa lớn lắm, sống chết đều là thiên mệnh. Thiên mệnh gì? Ta chỉ tin rằng sống chết do mình thôi. Này, thiếu gia. Kéo đi. Các cô có biết thiếu gia nhà ta là ai hay không? Dù có 10 hay là 20 tiểu thư nhà các cô cũng không đền mạng cho thiếu gia ta được. Cô nương, ta đến cứu cô. Đừng sợ. Ta sẽ đưa cô ra khỏi đây.
Đây, an toàn rồi. Thật sự là huynh. Tiểu thư, cô biết ta sao? Có lẽ ta nhận nhầm người rồi. Tiểu thư, tiểu thư à. Thiếu gia không sao chứ? Tiểu thư, thiếu gia. Tiểu thư không sao chứ? Tiểu nhân vừa nhận tin, vụ cháy đã được trình báo quan phủ. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Nếu chạm trán họ thì sẽ rất phiền phức. Trước lúc họ đến, mau chóng thu xếp rời khỏi thôi. Được. Tiểu thư, dọa chúng tôi sợ quá. Dọa chúng tôi rồi, ta không sao đâu. Ta phải cảm tạ ân nhân cứu mạng của ta lúc nãy. Còn chưa có cơ hội để cảm tạ huynh ấy. Hà Hương Diện là ai? Đến cùng là ai phá vỡ kế hoạch của ta chứ? Đô thị thật sự không biết. Nhà đầu đáng chết này, mạng lớn thật. Phu nhân, vừa nãy có người đưa tin vị tiểu thư gặp nạn ngoài thành. Lão phu nhân nhờ người đón tiểu thư về. Hiểu rồi, lùi xuống đi. Dân, phu nhân xin đừng nóng giận. Chỉ là đứa con của tỳ thiếp thôi mà. Lớn lên ở thôn quê, không được dạy dỗ. Cô ta có thể làm gì? Lại thêm thân mẫu ti tiện của cô ta không được sủng ái. Ngay cả khi cô ta về đây cũng phải dựa vào phu nhân để sống mà. Cô không phải là người trong tay của phu nhân rồi sao? Đến lúc đó phu nhân muốn cô ta chết cách nào mà chẳng được. Không phải như vậy càng thuận tiện hơn hay sao? Nhất là con nô tỳ rửa chân đó lại làm cho ta thấy tức giận thêm. Dám quyến rũ lão già sau lưng ta. Chừng nào ta còn ở đây, hai mẹ con đó còn lâu mới được sống tốt. Ngươi tự đi rước nó về đi. Dân, ta phải xem Lý Dị Ương có năng lực gì mà có thể cản trở tương lai của con gái ta. Được rồi nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, xe ngựa bị cháy rồi. Hiện giờ chỉ còn hai hộ vệ thôi. Lão Đô đã cho người về thành bẩm báo với phu nhân rồi. Tin rằng phu nhân sẽ sớm cho người đến đón tiểu thư thôi. Cảm ơn mama. Nhị tiểu thư, các người đang làm gì vậy? Bạn của chúng nô tỳ là do người cứu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nô tỳ Bạch Chỉ, nô tỳ Tử Yên nguyện một lòng trung thành với nhị tiểu thư. Nếu có hai lòng sẽ bị trời tru đất diệt, chết sẽ không suôn sẻ. Mau đứng dậy đi. Người ta nhìn thấy còn ra thể thống gì chứ? Chúng ta xem như đã cùng nhau trải qua sinh tử rồi. Từ giờ chúng ta là tỉ muội tốt. Dân, đang tốt đẹp sao tự nhiên nơi đó lại cháy chứ? Trùng hợp là cửa cũng bị khóa. Có phải là có người muốn hại chúng ta hay không? Không đâu. Người họ muốn giết là Dị Ương, rất dân nhu. Dị tiểu thư, đô tỳ đến trễ, xin dị tiểu thư lượng thứ. Tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi. Xuống xe thôi. Dân, thượng thư phủ. Dì tiểu thư đến nơi rồi. Được. Dì tiểu thư, xin mời đi lối này. Sao lại để cho tiểu thư đi cửa bên? Tiểu thư là thiên kim nhà thượng thư, phải đi bằng cửa chính chứ. Một tỳ nữ thấp kém mà dám chất vấn gia quy của thượng thư phủ hay sao? Đáng đánh lắm. Tiểu thư, đây là cách mà thượng thư phủ dạy bọn nô tỳ hay sao? Gia quy thượng thư phủ do lão gia định đoạt, vì tiểu thư sao lại nổi giận với nô tỳ? Thân mẫu của nhị tiểu thư là nha hoàn rửa chân cho phu nhân. Thân phận như vậy, thiết nghĩ tiểu thư nên tự hiểu lấy chứ. Gia quy của thượng thư phủ là chỉ có con của chính thất mới được đi vào cửa chính. Nhị tiểu thư,
người chỉ có thể đi bằng cửa bên thôi. Ngươi, phải rồi, còn chưa thỉnh giáo ngươi là ai? Nô tỳ là Tâm Phúc bên cạnh đại phu nhân. Hóa ra đây là cách đại phu nhân dạy dỗ Tâm Phúc. Ít nhiều gì ngươi vẫn phải gọi ta một tiếng nhị tiểu thư. Vậy mà dám dùng thái độ đó nói chuyện với ta hay sao? Đây là gia quy của thượng thư phủ hả? Ngươi thế nào? Cái tát hồi nãy vẫn chưa giáo huấn ngươi hay sao? Cửa bên thì sao? Chúng ta đường đường chính chính bước vào thôi. Lý Dị Ương, cô được lắm. Nhã Âm Cát, đại tỷ không hổ danh là đệ nhất tài nữ. Cây hàng mai này đại tỷ vẽ trông thật rất sống động, khiến cho mùi cứ nghĩ có thể ngửi thấy hương hoa. Đại tỷ không chỉ là đệ nhất tài nữ đại ngụy, mà còn là đệ nhất mỹ nhân của đại ngụy. Hai người các muội thật biết làm tỷ vui quá. Nghe nói nhị muội trở về rồi, không biết muội ấy là người như thế nào nữa. Tỷ ấy từ thôn quê lên, chắc chắn không phải là người tốt đẹp gì. Nhất định là vừa thô kệch vừa ngu ngốc, cũng chẳng biết cách đi đứng. Muội nghĩ tới một sợi tóc của đại tỷ, tỷ ta còn không xứng. Tứ muội à, dù sao sau này nhị muội cũng là tỷ muội của chúng ta. Những lời này nếu để người ngoài nghe thấy thì còn ra thể thống gì chứ? Đại tỷ dạy rất phải. Hiện giờ nhị tỷ chắc là đang bái kiến tổ mẫu và mẫu thân. Rốt cuộc là người thế nào chúng ta sẽ sớm biết thôi. Mời nhị tiểu thư hành lễ bái kiến lão phu nhân và các vị phu nhân. Hành lễ bái kiến hay sao? Ta không thể hành lễ theo nghi thức của Bắc Lương Dương Thất. Nhưng ở đây người ta bái kiến thế nào? Mời nhị tiểu thư hành lễ bái kiến lão phu nhân và các vị phu nhân. Dì Ương bái kiến lão phu nhân. Trời ơi, đầu cô nương này đâu có vẻ mạnh đấy. Người nhà quê các người đều hành lễ bái kiến kiểu này hay sao? Tuy rằng dì Ương chưa từng gặp lão phu nhân trước đây, nhưng trong lòng dì Ương, lão phu nhân không khác gì Bồ Tát, là người thiện tâm. Dì Ương luôn luôn kính yêu lão phu nhân. Tuy dì Ương hành lễ không chu toàn, nhưng tâm ý của con là thật. Hy vọng lão phu nhân lượng thứ. Tuổi còn nhỏ đã chịu đựng nhiều khổ cực như vậy, đúng là làm khó cho con. Mau đứng dậy đi, quay về là tốt rồi. Lão phu nhân, vì tiểu thư thật xinh đẹp, cứ như Minh Châu đi tới đâu là phát sáng đến đó. Huyết mạch của lão phu nhân đúng là không tầm thường chút nào hết. Dáng vẻ thật tươi tắn và hoạt bát, cũng không thua kém gì Trường Lạc mà. Đệ muội, tiếng đó có đúng hay không? Vì tiểu thư quả thật có vài phần giống lão phu nhân. Đại tẩu, muội nên chúc mừng tỷ, tỷ lại có thêm một cô con gái xinh đẹp nữa rồi. Dị Ương, đây là dị thẩm của con, Ôn Thị, vốn là người khéo ăn khéo nói. Nếu muốn thì đến diêm trên cây, dị thẩm con cũng dỗ xuống được. Khéo ăn khéo nói thì sao chứ? Sao so sánh được với người vừa thông minh vừa hiểu chuyện? Đệ muội đang nói tỷ phải không? Dì Ương à, đây là tam thẩm của con, Chu Thị.
Đây là mẫu thân của con. Đúng là một đứa con ngoan. Qua đây, để ta ngắm kỹ con nào. Dị Ương cuối cùng cũng được gặp mẫu thân. Dị Ương, dị Ương rất nhớ mẫu thân. Dị tiểu thư, đây là đại phu nhân, là mẫu thân của con. Thân mẫu của con là thất di nương, bà ấy không có ở đây. Sao con có thể nghĩ đại phu nhân là thê thiếp rửa chân chứ? Vậy ra bà ta là sất dân nhu. Vậy mẫu thân của con thì sao? Tại sao con lại chưa gặp mẫu thân của con chứ? Con muốn gặp thân mẫu. Sao không có phép tắc gì cả vậy? Đừng quên, con là thiên kim thượng thư phủ. Con đúng là không biết phép tắc, bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa có ai dạy con hết. Con chỉ là không hiểu thưa đại phu nhân. Ý con là mẫu thân. Sao con không được gặp thân mẫu của con chứ? Quy tắc gì vậy? Được rồi Dị Ương, con còn rất nhiều cơ hội để gặp lại thân mẫu của mình. Cần gì phải vội chứ? Dân, tổ mẫu. Dị Ương chỉ vừa mới về thôi, vẫn còn chưa thích nghi đâu. Đừng khắt khe với nó quá. Lão phu nhân dạy đúng lắm. Dị Ương đã quay về rồi, cũng nên học quy tắc trong phủ thôi. Con sẽ dạy dỗ cho nó thật tốt. Có điều, vì con là dị tiểu thư, hai đứa nha hoàn của con trông có vẻ không hiểu biết cho lắm. Quả mi. Dân, đại phu nhân, từ bây giờ ngươi chăm sóc cho nhị tiểu thư. Hãy chăm sóc tiểu thư cho tốt. Dân, con đã đi cả đoạn đường dài, bây giờ rất là mệt. Đưa nhị tiểu thư vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Nhị tiểu thư xin mời đi lối này. Tiểu thư, tìm hiểu được gì rồi? Sắp đến thọ thần của lão phu nhân, nô tỳ làm sao không làm hết sức chứ? Quà của các vị tiểu thư khác chuẩn bị, nô tỳ đã biết cả rồi. Hầu hết đều rất là tầm thường. Chỉ là thường như tiểu thư đã tự tay theo một bức trường thọ, kỹ nghệ siêu phàm, tranh lại mang ngụ ý cát tường. Đây là thứ mà lão phu nhân luôn rất thích. Đàn hương, ta hỏi ngươi, ở Bình Thành này, luận về cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, nếu nói Lý Trường Lạc ta chỉ là đệ nhị, thì ai dám tự nhận là đệ nhất chứ? Tiểu thư của chúng ta như trăng sáng trên trời, dù là ngôi sao sáng như thế nào cũng không thể bị với ánh trăng. Lý Thường Dư hao tổn tâm tư như vậy cũng chỉ vì muốn tham dự yến tiệc thôi. Đúng là không biết tự lượng sức. Đàn hương, không cần ta phải phân phó nữa chứ. Nô tỳ đã hiểu rồi. Tam tỷ, muội đã nói rồi, tỷ ấy thật sự từ thôn quê lên. Đại tỷ. Đại tỷ à, tỷ có nghe đại bá mẫu nói gì chưa? Lúc nhị tỷ hành lễ bái kiến lão phu nhân, tỷ ấy đập đầu xuống đất kêu rất là to. Thật đúng là đồ nhà quê thô kệch mà. Còn nữa, tỷ ấy còn nghĩ đại bá mẫu là thân mẫu của mình, miệng gọi mẫu thân rất hân hoan. Có khi còn không biết mẫu thân của mình chỉ là nha hoàn rửa chân thôi. Tứ muội à, đừng có ăn nói hồ đồ nữa. Không có, muội chỉ nói thật thôi mà. Nhị muội từ nhỏ đã sống bên ngoài rồi, nên nhớ thương mẫu thân. Điều này cũng không có gì khó hiểu hết. Giả lại, muội ấy gọi mẫu thân của tỷ như vậy cũng có gì là sai. Muội ấy vừa mới về nhà, còn nhiều phép tắc muội ấy không biết đâu. Tỷ tin chỉ cần dạy dỗ thật tốt, muội ấy sẽ sớm cải thiện thôi. Đại tỷ à, tỷ vẫn chưa gặp nhị tỷ, sao lại đứng về phía tỷ ấy chứ? Bởi vì đại tỷ lương thiện và hiểu lòng người, tỷ ấy luôn nghĩ cho người khác. Bây giờ chúng ta là người một nhà cả rồi, đều là tỷ muội tốt của nhau, cho nên phải giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Dị Ương, con cuối cùng cũng đã về nhà rồi. Con cuối cùng cũng đã về rồi. Dị Ương, to gan quá đi. Không có sự cho phép của lão gia mà dám rời khỏi Nam Quyển. Người đâu? Mama, tôi cầu xin bà cho ta được gặp dị Ương một chút đi. Cầu xin bà. Không được. Dám trốn ra ngoài, ta sẽ bẩm báo đại phu nhân.
cả đời của bà cũng đừng có nghĩ đến việc rời khỏi Nam Nguyễn nửa bước, có hiểu chưa? Đưa người đi, dì Ương. Dì Ương à, đưa người đi, dì Ương. Đây vốn là nơi mà cô sống, tôi sẽ thay cô quay về nơi này. Lý Mẫn Phong, ngươi đợi mà xem.